Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết. Tải game ngay, kỷ nguyên hải tặc.com. Spoiler One Piece chapter 1071, Gap giải cứu Kobe, Zoro đối đầu với Kaku. Ní hảo, rất xin chào 500 anh em của băng hải tặc xăm soi, vẫn là AD với chuyên mục spoiler mới theo phong cách bẩn bựa đây. Bước vào Final Saga với arc đầu tiên X-Hit, tưởng đâu là pha giải trí nhẹ nhàng sau phần Wano hào nhoáng, ai ngờ Oda lại tung ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vegapunk trở thành đồng minh của băng mũ rơm, Robuxi tái ngộ Luffy, sự xuất hiện của Mô Đốc. Nếu không phải vừa trải qua chương Wano quá khủng, AD tin rằng phần X-Hit xứng đáng là một trong những arc siêu phẩm sau Time Skip. Mới đây thì Oda tiên sinh đã tiếp tục sâu ra một vài pha nhá hàng đỉnh cao, sự tham gia của một huyền thoại hải quân. Có lẽ nào trận đấu mà ông nói đến năm sau có nghĩa là kèo solo giữa người ấy và kẻ đó. Những cuộc hội ngộ sẽ là điểm nhấn của chương X-Hit đầy hoài niệm. Và ngay bây giờ, mời anh em hãy cùng xăm soi đến với chương 1071, Gap giải cứu Kobe, Zoro đối đầu với Kaku, get go! Tổng hợp chương 1070, điểm lại một số thông tin nổi bật ở chương trước mà chúng ta đã biết. Xong cái mùa Giáng sinh hẳn anh em chẳng nhớ gì ngoài sự cô đơn đúng không? Diễn biến chấp trước liên quan trực tiếp đến 1071, trận đấu giữa Luffy và Luxi đã có kết quả quá rõ ràng. Chiến thắng áp đảo hoàn toàn dành cho tứ hoàng mũ rơm, báo thủ Luxi không có cửa sánh vai với thanh niên đã từng đánh bại mình 2 năm trước. Nhưng đấy thì không phải là thất bại tuyệt đối, thứ mà tên CP0 còn làm được tuyệt vời hơn nhiều so với việc là trao đổi chiêu thức với một tứ hoàng. Hắn xiên một nhát vào người Sentomaru khiến gã cầm dìu chẳng thể động đậy, mất đi quyền ra lệnh cho Seraphim. Như vậy thành quả mà Ruxi mang lại là quyền chỉ huy con chip 4 Seraphim. Băng mũ rơm và Vegapunk sẽ làm gì đây trước khi mà sức mạnh kinh khủng của bọn luyến thần? Cần biết rằng mỗi một con thôi cũng đủ sức gây khó khăn cho cả băng rồi. Và ở cuối chương là màn xuất hiện của Đô Đốc Kizazu, người được kỳ vọng sẽ trở thành phản diện số 1 của phần đảo trứng. Không thể chờ được đến lúc mà khỉ vàng solo với Luffy hoặc là bất kỳ thành viên nào trong bộ tứ quái vật của băng mũ rơm. AD thì ngứa ngáy lắm rồi, rất muốn cho một đô đốc bị đập thì chuyện mới nhanh hết được. Chương X-Hit sẽ còn rất nhiều diễn biến hấp dẫn lắm đây, bởi những thông tin AD cung cấp ở chap 1071 ngay bây giờ chắc chắn sẽ làm cho anh em cảm thấy hưng phấn còn hơn cả người yêu cũ nữa đấy. Zoro đối đầu với Kaku. Sau trận tái đấu giữa cặp đôi Double L Robuxi với thằng khỉ nhà Monkey, Oda tiếp tục chiêu đãi chúng ta thêm màn tái ngộ nữa mang tên là Zoro và Kaku. Trận đấu đưa tên tuổi của kiếm sĩ băng mũ rơm lên hàng ngũ các siêu tân tinh. Còn nhớ đầu tảo đã phải chật vật như nào phòng thủ trước con hươu cao cổ khối lập phương dị hợp. Hắn quá nhanh và nguy hiểm, chỉ cần sơ hở ăn ngay mấy nhát kiếm vào người. Kaku giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi, không còn là một kẻ mới ăn trái ác quỷ. Sau 2 năm, kiểu gì hắn không luyện tập thuần thục năng lực doan của mình. Nhưng mà gợm đã, 2 năm trước đã không thắng nổi Zoro Asura 3 đầu 6 tay. Tầm này có thêm Haki Bao Vương rồi Enma các kiểu, mình sợ cụ đi chân lạnh toát. Asura ở Wano thì còn chém rách ra, để lại vết sẹo lớn trên người Kaido. AD thật không thể tưởng tượng ra cách Kaku có thể đấm nhau với tên hải tặc trị giá 1 tỷ 111 triệu Belly lúc này. Không rõ Zoro vẫn còn ở trên tàu hay đi lạc đến phòng thí nghiệm Pang Lab, chỉ biết rằng anh sẽ lại gặp gỡ đối thủ cũ. Theo anh em, câu đầu tiên mà Tảo dành cho con vật cổ dài sẽ là gì? Hisashiburirana, Kaku. Cỡ này ấy, Luxi ăn được Zoro còn khó, huống chi là Kaku ra solo với cánh tay phải của vua hải tương lai. Muốn biết một con hươu khuyết tật trông như thế nào thì vào đây ăn thử một quy của ta. Kiếm sĩ tứ kiếm chém cho bỏ mẹ luôn mà không thấy đường về luôn. Sợ mỗi anh lạc đường đánh xong không tìm thấy được về tàu Sunny thôi. Dù chưa được xác nhận, AD mạnh dạn đoán rằng Kaku theo lệnh ra ngoài cảng bắt cóc con tàu của băng mũ rơm để làm con tin. Xui rủi, anh đầu tảo bằng cảm tính biết thế nào là cũng có biến nên là đã thủ sẵn ở tuyến sau. Không cần Brook can dự, một mình vẫn quẩy tốt trước sức mạnh doan tấu hài của hắn. Chấp luôn năng lực thức tỉnh các kiểu con đà điểu luôn. Đúng như AD đã tiên liệu, ngay khi mà Spoil được xác nhận, Kaku chính là người được giao cho nhiệm vụ tấn công Sunny. Nhưng Zoro đã tỉnh giấc và làm vài đường cơ bản khiến Kaku hốt hoảng tột độ.
Thằng Luffy thì thừa nhận đã không kịp nhận ra Luffy đang ở đẳng cấp Tứ Hoàng. Và như thế, Kaku phải đấm nhau với kèo cánh tay phải của Tứ Hoàng. Tè ra quần ấy là chuyện quá bình thường luôn. Qua trận đấu tái ngộ giữa Zoro với Kaku, thật nhọ cho anh Tư Sanji bởi thằng Zabra chẳng góp mặt ở arc này. Trong khi số 1 và số 2 của nhiệt tình, hoàng tử Bismuth vẫn đứng ngoài vòng vỗ tay tán thưởng, thương thực sự. Chưa kể xui rủi Oda sắp kèo cho đả nữ Sushi, lông mày xoắn lại được pha lụi tàn, bị phụ nữ hành hạ. Mãi chẳng thể thoát khỏi lời nguyền tóc vàng huyền thoại nhỉ. Mong là Oda sẽ không tàn nhẫn đến nỗi để Sanji bị gái chôn đánh cho sấp mặt. Cứ xếp kèo Sushi với Nami là hợp lý nhất, test thử sức mạnh của con Zeus như nào, chứ pha kết liễu ulti ở đảo quỷ vẫn chưa đã mắt lắm đâu. Trên chuyến tàu chuẩn bị tẩu thoát khỏi Exit, Vegapunk đang có cuộc đàm thoại với một nhân vật bí ẩn. Danh tính gã này bị che đi bởi màn tối. Kẻ đó được tiến sĩ điên nhận định có thể dẹp loạn đám CP0 ở dưới sảnh. Nhưng làm thế nào người ấy cũng sẽ bị chính quyền truy nã. Cú lật kèo nào hay sao đây? AD sẽ dự đoán chi tiết về đồng minh tiếp theo của Vegapunk ở video phân tích vào ngày mai nhé. Gap xuất hiện giải cứu Kobe. Vâng, thông tin hot nhất chương này không phải cuộc so kè giữa Zoro và Kaku. Đích thị phải là màn xuất hiện được trông đợi quá lâu của anh hùng hải quân Gap. Trên một con tàu chiến, ông nội đang trên đường tiến thẳng đến căn cứ của băng sâu đen để đòi lại đệ tử ruột Kobe. Ông tạt ngang căn cứ của G14 đón Helmepo và một vài cái tên của Sua, VIP Pro. Chúng ta sắp được thấy lão già gân top 1 thể hiện sức mạnh rồi, nóng đít quá rời luôn. Hảo hán thực sự, A thì mang danh cháu cưng nuôi từ bé, vậy mà lúc bị thằng đen đấm vỡ mồm, Gap vẫn chẳng hề động tay động chân. Đừng có mà dại dột tin vào những lời đường mật, làm gì có chuyện cưng chiều con kẻ thù như thằng cháu ruột chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng bởi A không đi theo con đường mà Gap đã vạch ra để trở thành hải quân. Nếu ngày ấy nghe theo lời ông già, có phải ông đã đứng ra bảo vệ rồi chưa? Nước mắt ông rơi, trò chơi kết thúc, nhưng Kobe thì khác. Học trò cưng thì phải được ưu ái. Gap kéo quân thẳng tới chỗ của thằng đen để đòi lại thằng nhóc. Đừng hòng làm hại tới một sợi tóc của cu em. Quá đáng lắm luôn á. Ây, ở trên thiên đàng chắc đang đau lòng lắm đây. Còn Roger thì nhăn mặt. Gap, ông dám lừa dối tôi. Bỏ qua chuyện tình cảm sang một bên, đây là cơ hội hiếm hoi chúng ta được thấy vị huyền thoại hải quân ra tay thể hiện sức mạnh. Dâu đen đang đấm nhau với Lo, chưa rõ kết quả ra sao. Không chắc thì hắn sẽ tiếp đãi Gap. Khả năng cao, đám thuộc hạ của Tít mới là những kẻ ra mặt đón khách. Tất nhiên thì Gap tương đối ao trình nếu đối thủ không phải là Tứ Hoàng Dâu Đen. Nhưng mà sẽ ra sao nếu ông gặp lại fan cứng một thời, đó là chim chí xanh Aokiji. Cuộc hội ngộ giữa hai người họ sẽ có khá nhiều điều để nói đến đấy. Và theo anh em, cựu đô đốc Kuzan có đủ sức đặt lên bàn cân với anh hùng hải quân không? Hoặc một mình Gap có hạ được 7 đội trưởng băng Dâu Đen? Kèo này căng phết đấy. Băng Kid trên đường đến Elbat. Điểm đến của thuyền trưởng siêu tư tinh thứ 3 cũng đã được xác nhận. Elbat là nơi mà băng tặc Kid đặt chân tới. Sau khi mà cùng Luffy và Law tạo ra trận hỗn chiến ở Wano, Kid cũng được bắp giá lên 3 tỷ Belly. Anh tuyên bố sẽ đi trước hai thằng bồ tèo trước một bước, đó là truy tìm tung tích gã có vết bỏng để moi móc thông tin tấm hồng phiến Polyp thứ 4. Qua phần hồi tưởng của Vegapunk về Ohara 22 năm trước, chúng ta đã biết rằng cựu phó đô đốc người khổng lồ So vẫn còn sống. Ông sở hữu ký tự đi trong tên và chắc chắn vẫn còn vai trò quan trọng ở trong tương lai. Hiện tại So vẫn đang sinh sống ở Elbat. Tất cả tư liệu từ Ohara đều được di chuyển đến vương quốc để bảo quản, đảm bảo chính quyền không có cửa làm hại đến kho tàng lịch sử của nhân loại. Elbat là sự lựa chọn tuyệt vời, ít nhất nó ngon cơm hơn con đường của Law hay là Luffy. Một kẻ đụng Tứ Hoàng giữa đường, kẻ thì sắp phải chiến với đô đốc, Kid thì thẳng tiến một mạch đến vương quốc của những người khổng lồ vĩ đại. Cơ mà đâu có dễ thế đâu. Tứ Hoàng Xanh được dự đoán đang ngồi uống trà chờ mấy thằng nhóc đến đây để gom hồng phiến tiện một thẻ đây. Uầy, lại thêm một cuộc gặp gỡ đầy hoài niệm nữa đây. Ba tỏi Belly chứ gì, đừng quên ai là người đã lấy đi cánh tay trái của thuyền trưởng băng hải tặc đồng nát. Sao, thế đến đây để khoe với Tứ Hoàng Xanh mới lắp được cánh tay mới hay gì? Hay để ông chú làm luôn cho cái kia trọn bộ hai cánh tay kim loại đi. Đã cùng hội cùng thuyền thì làm gì có chuyện Kid may mắn hơn Law hay Luffy. Cùng đợi xem màn hội ngộ giữa hai chú cháu tóc đỏ phiên bản nhỏ nha anh em. Kuma tiến thẳng đến Marine Joy. Cựu thất vũ hải Kuma cũng có ở trong khung hình của chapter 1071.
mặc dù chưa được xác nhận nhưng điểm đến của Ngài Bạo Chúa được dự đoán đó là thánh địa Marijoy. Lưu ý, cái này cần phải chờ thêm các fanpage đính chính anh em nhé. Thế méo nào vừa được cứu ra khỏi ách nô lệ của bọn Thiên Long Nhân, Kuma lại quay về chốn cũ. Sabo biết là Sabo buồn lắm đấy, thà lấy súng tự tử vào đầu còn hơn. Ade nghĩ là có sự nhầm lẫn gì ở đây, chứ trở lại thánh địa làm cái quần què gì để cho bọn chính quyền thâu tóm nữa à? Vẫn hy vọng đó là Exit, đảo trứng mới là điểm đến phù hợp, logic cho những gì mà đang diễn ra ở hòn đảo khoa học. Ngay lúc này, Ade vừa nhận được thông tin Kuma đã chính thức có mặt ở thánh địa, không còn nhầm lẫn gì nữa. Thông tin được xác nhận bởi phóng viên thường trực tại Marijoy. Sự xuất hiện của ông gây náo loạn, mọi người chấm hỏi về lý do Kuma đã trở lại cái địa ngục này. Ôi giời ơi, thương Sabo thực sự luôn, uổng công bán mạng để giải cứu, giờ thì như vậy đấy. Đùa chứ, phải có nguyên nhân nào đó quan trọng, Ngài Bạo Chúa mới quyết định hành động như thế. Thông tin cụ thể sẽ có khi mà chương 1071 chính thức ra mắt sau Tết Tây anh em nhé. Và bonus thêm, One Piece tạm nghỉ cho đến giữa tháng 1 mới có chap mới. Và chúc anh em có một năm mới vui vẻ, bình an nha. Mãi yêu tất cả anh em. Và trên đây là những thông tin hot nhất của chương 1071. Anh em ấn tượng nhất với chi tiết nào nhỉ? Hãy comment bên dưới cho mình biết về nha. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn nhất đến với channel của thuyền trưởng Sam Soi. Đầu tiên là bạn Việt Anh Tống 5078. Kẻ có vết bỏng, có vẻ là Sabo, nhưng mà Kit tìm Sabo để làm gì nhỉ? Sau chương này thì bạn biết kẻ có vết bỏng là ai rồi đấy, ở Elbat còn ai ngoài người đó nữa chứ. Và tiếp theo là một bạn Krimia Klelot 1302. Haki thấu thị tương lai của Katakuri và Haki quan sát của Fujitora thì ai mạnh hơn vậy anh? Mỗi người thì sẽ mạnh theo một kiểu khác nhau nên cũng khó nhận xét lắm bạn ơi. Nói chung đều thua Haki quan sát của xanh hết. Và cuối cùng là một bạn có tên là FA gì gì đấy 6579. Em chưa bao giờ lên TV, mong anh cho lên TV. Em muốn hỏi anh có gấu người yêu ôm chưa ạ? Em có gấu bông ôm rồi ạ, hi hi. Gớm nhở? Thế thì giao thừa cứ ôm gấu bông bật kênh Sam Soi xem ấy là đúng bài luôn nhá. Và bạn nào chưa may mắn thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi video sau nhá. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và luôn ủng hộ cho ekip của bọn mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!